Xin chào mọi người, mình là Mỹ Uyên. Chào mừng mọi người quay trở lại với Mr. Zero. Khi các ngôi sao bóng đá tán gái trên sóng truyền hình, Sara Carbonero từ lâu đã biết đến là một trong những nàng watch xinh đẹp nhất thế giới. Với tài năng và vẻ đẹp sắc sảo, Carbonero là người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng hàng đầu xứ sở bò tót bên cạnh mác bóng hồng của Casillas. Đã có lần, Casillas ôm hôn Carbonero ngay trên sóng truyền hình khiến fan nữ không khỏi xê xoa. Cùng điểm lại những giây phút khi các ngôi sao bóng đá tán gái trên sóng truyền hình nhé. Nếu thấy video hay, hãy để lại cho chúng tôi một like, share và subscribe. Hẹn mọi người ở các video tiếp theo. Trong thế giới bóng đá hiện đại, các cầu thủ không chỉ có tài năng xuất chúng trên sân cỏ mà thường còn sở hữu cả diện mạo chết người, không thua kém bất kỳ tài tử điện ảnh nào. Đây có lẽ là một trong những lý do giải thích vì sao môn thể thao vua ngày càng thu hút các fan nữ. Nơi nào có các siêu sao này xuất hiện thì các fan luôn sẵn sàng xếp hàng dài để chờ đợi. Chỉ cần nhìn ngoại hình thôi cũng đã khiến chị em đốn tim rồi. Vậy thì khi những chàng cầu thủ này buông lời tán tỉnh thì phản ứng của họ sẽ như thế nào? Hãy cùng xem qua video khi các ngôi sao bóng đá tán gái trên sóng truyền hình. Trong buổi tập hôm 18 tháng 6 năm 2016, một ngày trước khi đụng độ đội tuyển Áo, khi thấy có nhiều fan nữ tới xem mình tập luyện, Ronaldo đã tỏ ra vô cùng thích thú. Siêu sao người bồ đã nhân lúc rảnh rỗi để trêu ghẹo, thậm chí anh gọi cả người đồng đội của mình tới. Có vẻ như cả ba người đang bình luận gì đó về cô gái xinh đẹp. Sau đó, Ronaldo còn làm động tác hàm ý xin số vài người đẹp rồi cười khúc khích. Khi tiếp xúc với một fan nữ khác, CR7 còn nhổm tới để thơm lên má. Tất nhiên, khi được Ronaldo làm như vậy, có phái đẹp nào mà không thích. Tuy nhiên, sau trận hòa không đều giữa Bồ Đào Nha với đội tuyển Áo, nhiều người lại cho rằng có thể Ronaldo xui xẻo vì đã dính quá nhiều đến một nửa thế giới trước giờ gờ. Như tại Việt Nam, có câu ra đường gặp phụ nữ thì kém may. Và tất nhiên, Ronaldo chẳng hề quan tâm đến điều này vì lúc nào anh cũng tỏ ra thân thiện và đặc biệt là với các fan nữ xinh đẹp như vậy. Chân sút đắt giá nhất thế giới Neymar được săn đón không chỉ trên sân cỏ mà cả về chuyện đời tư, tình cảm. Neymar nổi tiếng đào hoa với các mối tình cùng những cô nàng nóng bỏng. Và chuyện anh tình tứ chụp hình ôm hôn người đẹp ở nơi đông người hay trước ống kính truyền hình đã trở nên quá quen thuộc. Neymar sở hữu vẻ đẹp mang đậm chất Latin, nụ cười quyến rũ cùng với ánh mắt cực kỳ thu hút. Như vậy, có cô gái nào mà không say đắm anh mới lạ. Guti từng được mệnh danh là gã đoan ruồng Tây Ban Nha bởi bản tính trăng hoa của mình. Trong một lần được nữ MC xinh đẹp phỏng vấn, Guti đã không ngại ngần buông lời tán tỉnh và thể hiện ánh mắt đưa tình. Có lẽ cô nàng này cũng khá bối rối khi chàng cầu thủ cứ nhìn chằm chằm mình như vậy. Thời điểm sau khi anh ly dị với vợ, báo chí cứ dăm bữa nửa tháng lại soi ra được một cô bạn gái mới của anh. Thậm chí, người ta phát hiện Guti hẹn hò cùng lúc 4 đến 5 người đẹp.
Với chiều cao 1m87, CR7 còn sở hữu gương mặt điển trai, thân hình hoàn hảo và phong cách thời trang trẻ trung. Cầu thủ này luôn nằm trong danh sách những soái ca sân cỏ được yêu thích nhất thế giới. Khi được Ronaldo thể hiện tình cảm ngay trên sóng truyền hình như vậy, cô gái dường như quá hạnh phúc và không thể tin được điều gì vừa xảy ra. Cho đến khi quay đi, rồi vẻ mặt cô vẫn đầy vẻ bất ngờ đến sung sướng. Ronaldinho dù không sở hữu ngoại hình điển trai nhưng thuộc loại sát gái và có nhiều tì vết trong quá khứ. Những khoảnh khắc huyền thoại bóng đá người Brazil liếc mắt đưa tình, tán tỉnh gái xinh ngay chỗ đông người như vậy cũng không phải hiếm. Bao năm bôn ba ở châu Âu, không ai đếm nổi số chân dài đã qua tay chàng vẩu. Ngay tại Brazil, cựu siêu sao Barcelona cũng đã hạ gục không ít người đẹp. Một nhà báo thể thao Brazil từng bông đùa rằng đếm người yêu của Ronaldinho chắc phải mất tròn thời gian của một trận đấu bóng đá. Lại một khoảnh khắc tình tứ khác của Neymar, dù đang bận rộn trên sân cỏ, anh cũng không thể bỏ lỡ cơ hội được tiếp cận người đẹp này. Anh vui vẻ chụp hình cùng cô, sau đó còn nói nhỏ điều gì đó. Đã không ít lần các fan cuồng phải lao ra sân, xé rào an ninh chỉ để mong được chụp hình cùng Ronaldo. Nhưng kết cục thì không phải ai cũng được như ý. Vậy mà fan nữ tốt số này lại được trò chuyện thân mật và ôm hôn CR7 ngay trên sân cỏ như thế này. Hẳn nhiều fan sẽ phải đỏ mắt vì ghen tị với cô ấy. Với gương mặt điển trai, đá bóng giỏi, James Rodriguez là thần tượng của rất nhiều cô gái. Và lần này, chàng cầu thủ đã được nữ MC tán tỉnh. Cụ thể, sau trận tứ kết Copa America 2016, James Rodriguez đã được người đẹp Andrea Guerrero, nữ MC quyến rũ của đài ASEAN Colombia, giữ lại phỏng vấn trực tiếp. Một cuộc tranh luận khá thú vị xung quanh cô nàng Andrea và James Rodriguez đã nổ ra. Trong lúc phỏng vấn, người đẹp Andrea Guerrero đã thậm chí còn đặt tay lên vai chàng tiền vệ điển trai người Colombia. Kèm theo đó là những câu nói ngọt ngào như James Rodriguez là người đàn ông mà tất cả đều thèm muốn. Sau khi kết thúc phỏng vấn, cô nàng xinh đẹp này còn ôm hôn James Rodriguez, khiến ngôi sao của Real Madrid cảm thấy hơi ngượng ngùng. Vốn nổi tiếng là cầu thủ lắm tài nhiều tật, Ronaldo không biết lần bị soi những khoảnh khắc liếc mắt đưa tình với các người đẹp. Bất kể lúc đã có bạn gái chính thức, người hâm mộ vẫn dễ dàng đọc được các mẫu tin tố cáo CR7 tình tứ với bóng hồng này, chân dài kia. Là siêu sao bóng đá nổi tiếng nhất hành tinh nên không khó hiểu khi Ronaldo sở hữu bộ sưu tập bạn gái cực kỳ đồ sộ. Có thể nói, những trang tình sử của CR7 hẳn còn hoành tráng hơn cả nhiều chàng tài tử đào hoa sắc gái trốn Hollywood. Hiện tại, khi đã vui chơi quá đủ, siêu sao người Bồ Đào Nha đang có cuộc sống yên bề cùng bạn gái Georgina và các con.
những chàng cầu thủ bóng đá nổi tiếng trên thế giới luôn là niềm mơ ước của hàng triệu cô gái. Trên sân cỏ, họ là một tài năng luôn được sự mến mộ, và ngoài đời cũng vậy. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.